Sự thật bí ẩn trong Liverpool mà các bạn chỉ biết đến phần 5. Bí mật động trời đáng sợ về Tulane và hé lộ nguyên nhân chính khiến Alistair sa đọa vào con đường hắc ám. Tulane được sinh ra là do Illumia dùng trận pháp cổ xưa triệu hồi ra. Từ khi sinh ra, hắn đã có năng lực trưởng khống sấm sét. Đây là một loại sức mạnh điều khiển sấm sét mạnh nhất trong hàng ngàn năm qua. Nhận thấy tiềm tàng bên trong Tulane, vì thế Illumia đã phái Alistair làm sư phụ cho hắn. Từ đây cả hai đã hình thành mối quan hệ thầy trò. Vì là thiên tài mang trong mình dòng máu sấm sét, nhận thấy bản thân mình vượt trội hơn hẳn Alistair, nên hắn đã tự do tu luyện một mình và ngày một tiến xa hơn. Thậm chí năng lượng sấm sét của Tulane còn mạnh mẽ hơn cả thầy của hắn là Alistair. Cuối cùng Tulane đã bất ngờ tới ngôi đền ánh sáng bằng năng lực điều khiển sấm sét kỳ diệu của mình, loại bỏ đi dấu tích của Alistair trước những cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Điều này đã khiến Alistair cảm thấy bị sỉ nhục, và hơn thế nữa, Illumia đã tước bỏ đi quyền kế vị của Alistair và giúp Tulane trở thành một vị vua của ánh sáng. Vì thế đây là nguyên nhân chính khiến Alistair cảm thấy nhục nhã và sa vào con đường tội lỗi. Ngoài ra, khi Alistair đã rời đi nhưng cung điện ánh sáng vẫn không chịu buông tha, còn phái đi rất nhiều người, trong đó có cả Tulane đi tìm và mang Alistair về xử tội. Nhưng ít người biết rằng cả hai từng có mối quan hệ thầy trò, nhưng bên trong Tulane không muốn mang thầy của mình về chịu tội mà đang âm thầm tìm cách để giết chết.